chưa có mối tình nào hết, đang chưa có mối tình nào hết. Thời đi học á thì kiểu làm con gái ngoan, không bạn trai, không đi chơi. Sau này đi làm thì em không có thời gian, em cũng ngại trong khi mà tiếp xúc những cái mối quan hệ mới mà để phát triển thành quan hệ nam nữ. Thành ra đến hiện tại thì em cũng chưa có thích ai hết. Chưa thích ai hay là thích mà người ta không thích mình, hoặc là người ta thích mình không thích người ta? Dạ chưa. Chưa thích ai hết? Dạ vâng, chưa thích ai. Có thích trai không bà? Có thích trai không bà? Thích con trai thì... Mời em giới thiệu về thông tin cá nhân của mình. Em chào chị Tường và chào bạn gái bên kia và chào các bạn. Em tên là Nguyễn Minh Châu, em sinh năm 1992. Em sinh ở Đồng Nai và sống ở Đắk Lắk. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Làm công việc gì cưng? Em là nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Mình vào thành phố lâu chưa? Em vào được hơn một năm rồi chị. Hơn... Ủa mới vô hơn năm hả? Dạ. Về hồi trước học ở đâu? Dạ, em học ở Huế, sau rồi em làm ở Đà Nẵng một thời gian. Lý do tại sao, cơ duyên nào về vô tới Sài Gòn làm? Dạ, em muốn quay lại cái góc ngày xưa ở đây á. Dạ, nên em muốn quay lại. Cái góc ngày xưa ở đây là sao? Dạ, tại góc của ông nội ngày xưa ở Sài Gòn. À, rồi sao đi trôi dạt đâu ra tới Huế rồi tới Đà Nẵng rồi giờ vô lại? Cái đó là chuyện của quá khứ của bố mẹ, em cũng không biết. Bây giờ bố mẹ đang ở đâu? Dạ, ở Đắk Lắk. Bố mẹ thì đang ở Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai. Mẹ ở Đắk Lắk, rồi học xong ra đi làm ở Huế, rồi đi làm vô ở Đà Nẵng. Dạ. Rồi giờ vô tới Sài Gòn. Dạ. Cha em đi cũng gần hết cái nước Việt Nam rồi đó em. Cha em đi cũng gần hết cái nước Việt Nam rồi đó em. Rồi lấy vợ xong đi đâu? Cũng không biết nữa. Đi theo vợ? Giỡn ghê, biết trả lời gì hết trơn à. Đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mặt non kẹt vậy rồi muốn lấy vợ rồi trời? Hôm nay 30 hả? 29 thôi. 29, 29, rồi ok. Rồi mời em gái. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh. Em tên là Lê Thị Ánh Kiều, năm 1992. Em đang làm nhân viên kế toán tại công ty xây dựng. Em quê ở Quảng Ngãi, hiện tại thì em đang sống ở quận Tân Bình và làm việc quận 11 ạ. Ngồi làm việc với mấy con số không thôi đó phải không? Dạ. Trời ơi, cười dễ thương dễ sợ, không có cái răng khểnh ha, cần ghê ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng? Dạ em rất giỏi cái việc mà tính toán kinh tế. Bình thường em rất ít để bụng những cái chuyện mà xích mích gì khác, mà cũng hay dễ giận. Và em rất nhiều lúc khó chịu, khó tính, hay cãi nữa. Cãi ai? Em thấy khó chịu là em cãi. Mà thường là hay cãi với ai? Cãi mấy chị trong phòng. Còn dạ. Cãi thắng hay cãi thua? Có lúc thắng lúc thua chị. Hiện tại là em đang ở Tân Bình là ở với ai? Dạ em ở sống cùng với chị gái và em trai. Còn ba mẹ? Dạ ba mẹ em ở quê. À là ba mẹ vẫn còn ở ngoài Quảng Ngãi. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Còn em là giờ sống ở quận nào? Dạ em ở quận 10 rồi. Quận 10 ở với ai? Với một mình thôi. Là thuê trọ ở. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng? Điểm mạnh của em á là nói chung là hòa đồng vui vẻ, tập trung nhiều quá vào công việc, ít đi chơi. Điểm yếu? Còn điểm yếu thì với là hay quên, với là nhiều khi hay nóng giận nhất thời. Nhất thời? Dạ. Lúc đó ai là người hứng chịu? Là em tự em chịu đựng. Gì nóng giận nhất thời tự chịu đựng là sao? Là em không có nóng giận lên ai hết á. Rồi sống một mình có buồn không? Lúc mà buồn quá là làm gì? Dạ không, em thấy buồn, thấy không thấy buồn. Thoải mái. Thấy thoải mái. Dạ. Rồi những lúc rảnh rỗi thì sở thích của em làm gì? Em đi cà phê một mình rồi đi đi nhậu vậy thôi. Nhậu nữa? Dạ. Có tật xấu gì không? Không. Không có tật xấu gì hết. Dạ. Có tài lẻ gì không? Biết hát hò nhảy múa ca hát gì không? Dạ không. Không biết gì hết. Sống vui vẻ một mình, ăn hay đi nhậu. Trời ơi dễ cưng ghê ha. Tình trường mình sao? Thời đại học có một mối tình 4 năm đại học. Mối tình đó là sao? Sau khi ra trường thì chia tay. Biết rồi, nhưng mà mối tình đó nó làm sao, nó đẹp như thế nào, nguyên nhân tại sao chia tay? 4 năm lẫn mà đại học chứ phải phổ thông đâu, 20-22 tuổi rồi, tuổi đó cũng lấy vợ được rồi chứ bộ, sao chia tay? Thì bạn đó chọn Hà Nội của em thích trong miền Nam. Ồ, không đồng quan điểm về cái nơi lựa chọn để mà tiếp tục sự nghiệp á. Nhưng mà 4 năm thì tình yêu nó cũng mặn mà lắm mà. Đó là bạn nó cũng giỏi nữa, lý trí bạn nó lựa chọn sự nghiệp hơn mình. Nhưng mà trong 4 năm thì đã về gia đình nhau chưa, gặp gỡ nhau, có hẹn ước gì với nhau chưa lúc mà đang chưa yêu? Chưa có về nhà rồi nhưng mà chưa có hẹn ước. Chưa hẹn ước. Đứa đi ngoài Bắc, đứa vô trong Nam cái rã luôn. Dạ đúng rồi. Có nắm níu dây dưa gì không? Dạ không, quyết liệt lắm. Sao tình yêu gì kỳ vậy? Vậy 4 năm đó yêu nhau có yêu thiệt không? Thì 4 năm mà phải thiệt cái gì? 4 năm phải thiệt mà sao dứt cái rục kinh dứt liền, không dây dưa khóc lóc không? Bạn đó cũng níu kéo vậy chị? Dạ không níu kéo. Tụi em cũng không níu luôn. Dạ không, có dứt khoát luôn. Sao vậy? Rồi có nhớ thương gì không? Thời gian mới chia tay mà mới chia tay rồi có nhớ nhau không? Dạ không. Cái gì kỳ vậy? Thằng này yêu lạ lùng quá. Vậy có yêu không? Có. Sau khi chia tay là có còn có liên lạc gì với nhau nữa không? Dạ có liên lạc, bạn bè đó, bình thường. 4 năm có làm gì nhau chưa? Chưa. Tại em bên đạo cũng biết dữ lắm nên là nó không có đi quá xa. Bởi vậy đi ta không nhớ gì hết là đúng rồi. Ủa em có đạo không cưng?
Dạ không ạ. Dạ mai mốt lấy anh này là phải theo đạo được không? Anh có đạo. Anh có đạo, bởi vì anh nói là gìn giữ đó, gìn giữ cho người yêu đó. Em nghe em không nghĩ là anh có đạo, vì cái đó là quan niệm truyền thống, nhiều người có quan niệm đó, nhưng mà nó không, em nghĩ là phải đạo thôi. Nhưng mà giờ anh có đạo đó thì em có dạ, ok được. Không được phải không? Rồi để anh gìn giữ cho em luôn. Rồi bây giờ nó nghe nè, nghe mối tình 4 năm mà chia tay cứ rột vậy, em thấy như sao? Em thấy cũng bình thường chị. Vì nếu mà khi mà quyết định chia tay rồi á thì hoặc là mình chấm dứt luôn thì nhất hẳn nên dứt hẳn, còn nếu mà không dứt được á thì mọi người nên quay lại với nhau. Chứ đừng có dây dưa, phải không? Dây dưa với nhau. Vậy em sao? Em chưa có mối tình nào hết. Thời đi học á thì kiểu làm con gái ngoan, không bạn trai, không đi chơi. Sau này đi làm thì em không có thời gian. Em cũng ngại trong khi mà tiếp xúc những cái mối quan hệ mới mà để phát triển thành quan hệ nam nữ. Thành ra đến hiện tại thì em cũng chưa có thích ai hết. Chưa thích ai hay là thích mà người ta không thích mình, hoặc là người ta thích mình không thích người ta? Dạ chưa. Chưa thích ai hết? Dạ vâng, chưa thích ai. Có thích con trai không bà? Thích con trai thì chắc chắn là em vẫn thích con trai đấy chứ. Mà sau đó giờ chưa gặp ai để thích hết? Dạ đúng rồi. Chưa gặp ai mà rung động mà sao xuyến trong người hết? Dạ chưa. Đất ơi. Có thể có, nhưng mà em chưa có định hình được rằng quan hệ đó là quan hệ nam nữ. Để mình phát triển hơn thì nó chưa gọi là... Kiểu như gặp ai mà mình cảm thấy mình về có nhớ, có xuyến sao, có suy nghĩ ủa giờ này ông này ông làm gì ta, nghề ông sao ta, ông có bồ chưa ta. Này kiểu như mình có nghĩ tới người đó vậy đó, có không? Có dạ, chưa? Chưa luôn. Rồi chết cha, vậy là chưa có rung động của tình yêu rồi. Ai da. Còn em, sao mối tình đó vô trong này rồi có ai nữa không? Dạ không, từ đó em vô đây thì em chỉ lo làm kiếm tiền thôi. Mấy năm rồi mà, vô đây cũng lâu rồi mà, hơn một năm. Nhưng mà còn ở ngoài kia, tại vì học xong đại học thì mới có 22 tuổi chứ nhiêu. Ngoài kia thì có nhà ngoại cũng kiểm soát, cũng không có làm gì được. Nhà ngoại nào kiểm soát? Ngoại em á hả? Dạ. Ngoại kiểm soát em luôn hả? Dạ. Kiểm soát gì? Lúc đó làm gì mà ngoại kiểm soát? Thì từ công việc với là từ yêu đương mọi thứ. Ngoại kiểm soát là kiểm soát ăn uống giờ giấc thôi, chứ còn em có bồ sao ngoại biết? Có không? Dạ không. Rồi vô trong đây một năm trời ở một mình nè, tự do thoải mái nè. Rồi mấy lúc đi nhậu đi đồ đó rồi có địa được cô nào không? Không, nhiều khi em vào đây em không có quan tâm đến việc mà kiếm người yêu. Cái gì á? Cứ tập trung làm rồi kiếm tiền thôi. Rồi sao bữa nay tham gia chương trình? Lý do gì? Mấy bạn hối quá, đồng nghiệp rồi hối quá. Mắc gì người ta hối? Trong công ty ai có người yêu đó, đi chơi mình lẻ loi buồn. Dạ. Có buồn không? Không buồn. Không buồn. Không buồn thì vậy là đi kiếm cho bạn hay là kiếm cho mình? Thì cho em đó, nhưng mà em thôi nhân dịp thì cũng đi luôn. Thích tự do mình hơn hả? Vậy có ý định gì lấy lập gia đình chưa? Thì có á. Thí dụ giờ mà bữa nay mà có bồ đi thì bao lâu nữa mới đám cưới? Tùy bạn gái thôi. Không, ý em thôi. Ý đó. Em đúng không? Một năm. Một năm, 30 là lập gia đình là vừa. Rồi còn cô này nữa, có vẻ như cũng thích tự do hơn phải không? Muốn lấy chồng chưa? Cũng có. 28 tuổi rồi nha. Dạ, 29 rồi thì. 29 rồi chứ không phải về nhà trẻ nữa đâu nha. Trước thì cũng thích một phần thích tự do. Xem rồi bây giờ tự do hoài, kiểu lúc về thì những lúc thấy mà cũng cô đơn, cũng hơi buồn. Với lại bây giờ ba mẹ cũng hối lấy chồng. Rồi. Bạn bè, đồng nghiệp rồi mọi người bảo có người yêu đi, rồi lấy chồng đi. Ai đăng ký cho mình tham gia chương trình? Dạ, em tự đăng ký. Tự đăng ký được, vẫn tự thân vận động. Rồi, thích người bạn trai như thế nào? Em tính anh đó, chung là không cần đẹp trai quá cũng được, gọn gàng, chỉnh chu, đút không có xề xoài. Tính tình không có độc đoán, không gia trưởng, không có được đánh phụ nữ. Vũ phu quýnh tự quýnh lợi á. Có hình không cho mượn coi. Còn em thích người phụ nữ như thế nào? Trời ơi, một đại độ vậy sao ta nhận ra. Rồi em thích người bạn phụ nữ như thế nào? Biết yêu thương và chăm sóc gia đình. Và biết kính trên nhường dưới. Ngoại hình? Thì hình thì nói chung là cũng bình thường thôi. Bình thường là sao? Dạ, đừng có lùn quá hoặc là cao quá. Đừng lùn quá, đừng cao quá. Mập hay ốm? Nhìn thấy mình thấy bình thường là được. Bình thường thôi. Cái gì cũng bình thường hết. Dạ. Con người em có vẻ bình bình quá ha. Đây, hãy kiếm đi. Rồi đưa cái hình của em cho ảnh coi coi. 2, 4, 6, 7 cô kiếm đi. Có một cô ở trọng đó, bình thường, bình bình. Thích cô nào? Ơi, mới năm nay luôn nè. Có thể là ngoài cùng. Ta có thể là ngoài cùng. Giữ đó đi. Bên đây, anh nào? Dạ, anh đây. Cũng biết lựa trai đẹp quá ha. Rồi để yên nó đi, nhìn vô trái tim. Tôi cho hai người nhìn nhau coi phải nhau không nha. Rồi mở cửa trái tim. Đó. Chào em. Chặt lắc rồi phải không? Dạ chặt. Tôi nói có ai ấn tượng chậm không? Nguyên vàng có một cô đó đẹp mắt kiến rồi thấy không? Là cô đó ấn tượng hình của cổ. Chị Tường sẽ cho hai bạn có một chút thời gian để trò chuyện riêng với nhau nha. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Xin mời. Ủa quên xíu, tặng quà đi. Rồi anh có cuốn sách tặng em, đây là cái Vô Thường của Nguyễn Bận Trung. Anh nghĩ là cuộc sống nó trôi chảy, nó không có ngừng thay đổi.
Anh nghĩ là em nên lắng động lại để mà đọc và cảm nhận. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, chiếc móc khóa. Em hy vọng là chiếc móc khóa này tiếp theo anh trên mọi quãng đường. Là em trên móc khóa này có khắc cái ngày hôm nay là kỷ niệm lần đầu tiên hai em và anh gặp nhau. Rồi, quá ý nghĩa, cảm ơn em. Đấy thì coi coi. Rồi móc khóa này có khóa ảnh luôn không? Có ý đồ gì chổng không? Có em bùi gì chổng không? Coi coi, đâu ghi gì đâu, ngày tháng gì đâu. Cái ngày hôm nay á, đánh dấu. Đánh dấu ngày hôm nay, ok. Bình thường thì anh hay đi nhậu à? Thường thường cuối tuần thì làm việc xong á thì mới tổng kết lại cái hiệu quả công việc của một tháng vừa qua, thì team có đi chơi thôi, anh mới nhậu. Là với các đồng nghiệp trong công ty. Đúng rồi, chính xác. Anh uống được nhiều không? Nhưng mà uống nhiều lắm, uống không biết đường về luôn. Toàn khi nào uống toàn ông bà nay thôi. Em cũng thỉnh thoảng cũng hay uống với mấy chị trong công ty á, mà ít say, nhưng mà say cái là lầy lắm. Lầy cũng được rồi. Anh sống trong Sài Gòn là sống với ai à? Anh sống một mình thôi. Em ở Quảng Ngãi hả? Quảng Ngãi là cũng gần Đà Nẵng ha. Dạ, quê của ngoại anh rồi đó. Ở trong này ra là Quảng Ngãi rồi tới Quảng Nam rồi mới đến Đà Nẵng. Anh đi Quảng Ngãi lần nào chưa? Có đấy, anh đi hồi xưa hay làm Đà Nẵng hay đi Lý Sơn, đảo Lý Sơn chơi. Dạ, là ngoài đảo luôn à? Không, đi chơi thôi chứ không có chưa làm. Dạ, em mời anh. Anh không ăn là em ăn, em thấy ngại quá. Em cứ ăn bình thường đi, anh cũng chưa có đói. Bình thường anh hay có đi hay du lịch gì không anh? Năm thì anh đi 2-3 lần. Mỗi năm thì anh hay đi đó, nhưng mà do dịch cũng ít đi. Anh thích đi đâu nè? Anh đi những cái núi đồ á. Tự đi hay là sao? Đi với bạn bè, đi kiểu đi leo núi đồ á. Dạ. Anh thích những cái đồi núi. Anh có hút thuốc không? Có, nhưng nhiều khi anh hút nhưng ít thôi chứ không có nghiện. Nhiều lúc em cũng hơi nhạy với cái mùi thuốc lá. Làm bên kế toán hả? Dạ đúng rồi. Hồi xưa là học bên Quảng Ngãi luôn hay sao? Dạ không, em vô đây cũng được hơn 10 năm rồi. Trước thì em học cao đẳng ở quận 9 á. Là nhà ở đây luôn? Dạ không, em nhà ở Quảng Ngãi mà. Ba mẹ còn ở ngoài quê, ở trong này thì có ở với chị với em trai thôi. Anh có anh chị em gì không anh? Có chứ, nhà anh 6 người. Là anh là con lớn? Anh là thứ năm. Thứ năm à, ở dưới là em trai hay? Em Út. Em thấy anh hiền, ít nói quá. Là anh hay bị rung á, chứ anh kiểu đi làm là gặp khách hàng rồi các thứ là anh nói dữ dội lắm. Tạo tiền lên đây nó rung quá. Thế cũng hơi giống em cũng có ấy, nhưng mà thấy rung quá. Quen biết thì em hay nói chuyện rất nhiều á. Ở trong này anh có người thân nào trong này? Có hai anh của anh hiện tại đang làm ở Vũng Tàu á. Dạ. Còn trong này thì có anh em họ đó. Dạ. Em muốn hỏi gì nữa không? Anh cao nhiêu anh nhỉ? Nãy em có nghe nói là quen với bạn gái là chiều cao bình thường. Thì bình thường đó là trong cái khoảng nào ấy? Cỡ 1.5 cho lên là thấy bình thường rồi. Ví dụ mình nhìn thấy đi thấy bình thường là bình thường thôi. Đừng cảm giác nó lùn quá. Dạ. Người cái thằng Thái nó vậy đúng không? Cái nhìn cái dáng người, nhưng mà em cao có 1.4 nhưng mình nhìn em thấy cao. Em nhìn em thì ngắm bộ nhìn có vẻ cao không? Cũng cao đó. Tự do em nó mập mạp quá nên nhìn nó cũng hả? Tao không đói bụng hả? Sao không ăn cơm? Thôi chút xíu hai đứa ra ngoài vừa ăn riêng với nhau hả? Nói chứ đùa thôi, bây giờ lần đầu tiên làm gì đúng, làm gì hí gì vậy? Làm gì hít thở ghê vậy? Lúc mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc của em như thế nào? Cũng hơi bất ngờ tại em ít khi đối diện với phụ nữ. Ít khi đối diện với phụ nữ. Dạ. Chứ bình thường là chơi phụ nữ là đứng đằng sau không hả? Đối diện là nhìn thẳng vô á. Còn hay em thấy phụ nữ là em hay không dám nhìn. Liếc hả? Sao nãy giờ chị thấy em nhìn ra ngoài chị hoài, chị thấy em đâu có liếc gì đâu. Thì bây giờ em mới rung đó. Vậy đó hả? Thế còn em, cảm xúc của mình lúc mà cánh cửa này mở ra thì mình thấy như thế nào? Thấy anh cũng đẹp trai. Có rung rung gì không? Hồi đó giờ nói chưa bao giờ biết rung rung, bây giờ có thấy có rung rung có điện dạ, gì có. Không? Có. Một chút. Trời ơi, tín hiệu quá mừng. Cổ sống gần 30 tuổi mà cổ nói cô chưa bao giờ rung hết trơn á. Bữa nay cho rung cho biết nha. Có người thân đi theo không? Dạ, có đồng nghiệp thôi ạ. Đồng nghiệp, em có ai đi theo không? Dạ em có đồng nghiệp. Vậy hả? Đồng nghiệp luôn. Rồi, các bạn trẻ ơi, mời vào đây cho chút ý kiến đi nè. Ông nào cũng đeo một chùm chìa khóa toàn ten á ha. Xin chào các bạn. Rồi bây giờ ưu tiên họ nhà gái trước nha. Em tên gì? Ly, anh này tên gì? Dạ, em tên Ngọc. Ly với Ngọc chơi với bạn lâu mau rồi? Em cũng được gần 4 năm. 4 năm? Mình... 2 năm. Biết tật xấu gì của cổ không? Kể dài tật xấu của cổ nghe thử. Tật xấu à? Ừ. Tật xấu là em chỉ thấy có một thôi. Là gì vậy? Hơi kỹ tính quá.
Kế toán nữa ha, kỹ tính quá ha. Mà sao, tại sao cổ chưa có ai để ý, cũng không để ý ai, không rung động với ai hết là sao em? Nhưng mà khi chơi với bạn nữ, cổ có hòa đồng, có dễ thương, có cởi mở không? Vui vẻ. Dạ. Rồi bây giờ là đây, giờ nhìn anh này, cho vài nhận xét về anh này đi. Bạn cũng được. Dạ. Nếu mà có cơ hội thì cũng nên tìm hiểu nhau. Thấy bạn có vẻ hơi nhát hơn xíu. Rồi hai em có chồng chưa? Em có rồi. Em chưa. Đăng ký tham gia chương trình luôn nè, có người yêu chưa? Chưa luôn. Trời ơi, bữa nay tôi ráng tôi mát tay rồi đăng ký tiếp nha. Rồi em, sao mà hai bạn giống chơi với nhau, sao ai ông nào cũng tùm đến đây vậy, là sao? Vậy là quen. Vậy là quen rồi hả? Có vợ chưa? Dạ tháng nữa em cưới. Tháng nữa cưới rồi. Dạ, cho nên là mới đăng ký cho thằng bạn đó phải không? Sợ nó lẻ loi phải không? Để thấy ảnh cứ công việc hoài không có thời gian đi cái bạn gái thì mình cũng ủng hộ thôi. Rồi thấy bình thường nó có thật xấu gì không em? Thật xấu thì đàn ông là nhiều lắm á, nãy hỏi nó không có cái gì, không có gì xấu hết. Đàn ông cũng nhận thấy cái vấn đề nó cũng ổn, chứ vấn đề là hơi đối với phụ nữ thì hơi nhút nhát, còn hơi một chút nội tâm thôi. Chút nội tâm. Nội tâm tại vì ảnh ít dành thời gian để ra ngoài đi chơi rồi. Nội tâm dễ gì? Vấn đề gia đình hoặc là vấn đề về công việc. Là không có chia sẻ hay sao? Có chia sẻ mà chia sẻ cách mình người khác khó hiểu. Trời ơi, chia sẻ mà người ta khó hiểu chia sẻ chi ông? Tức là nói úp úp mở mở ha, hay là nói không đúng sự thật hay là sao? Con trai với nhau thì khó mà để chia sẻ được tâm lý của mình lắm, nên thành ra mình tự thân mình mới hiểu được thôi. Mà em hiểu ảnh không? Chơi ảnh được mấy năm? Dạ từ khi em vào công ty thì em chơi với ảnh luôn. Thì tới nay cũng gần năm rồi. Gần năm mà hiểu được gì không? Dạ hiểu khá là nhiều chứ. Đâu theo em nhận xét ảnh là người như thế nào? Anh Châu thì vui vẻ, năng động, trong công việc thì là rất khá là nhiệt huyết. Còn cuộc sống thì anh em rất là hòa đồng, vui vẻ với nhau thôi. Chỉ có vấn đề về bạn gái là anh cứ không dành thời gian để làm việc đó mà cứ công việc suốt à. Hay là nó bị đê? Không biết, cái này không chịu. Không chịu hả? À? Không chịu là sao? Cái này em chịu không biết. À cái này là em chịu, em không biết hả? Người ta nhận xét mình là nhiệt quyết trong công việc, bây giờ phải nhiệt tình trong tình yêu nữa mới được nha. Chứ không thôi ở mình hoài luôn á. Em cảm nhận về bạn gái bên kia như thế nào? Đến với nhau có cái duyên như thế này thì có thể thì dành thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Thôi cảm ơn các bạn. Ý kiến của các bạn sẽ góp phần thúc đẩy sự suy nghĩ của đôi trẻ. Cảm ơn mấy em nha. Cảm ơn nhiều. Bọc thầm đề mỗi người một cái câu hỏi cho nó vui. Đọc lớn lên. Bạn trai đồng ý giữ gìn cho đêm tân hôn vì bạn gái muốn. Nhưng bạn lại vô tình phát hiện bạn trai lên giường với cô gái khác. Bạn sẽ xử lý như thế nào? Hiểu không? Hiểu câu hỏi chưa? Đó, người ta giữ cho em thôi nhưng mà ta đâu có giữ cho người khác đâu. Tại vì em muốn giữ thì người ta giữ. Em đâu có muốn giữ. Em đâu có muốn giữ. Em đâu. Em đâu có muốn giữ. Dễ đêm tân hôn mà bảo giữ lại nữa không. Thì cũng có. Em đọc hiểu sai. Có nghĩa là hai đứa yêu nhau. Dạ. Nhưng mà bạn gái là kêu giữ tới đêm tân hôn. Có nghĩa là không cho ăn cơm trước kẻn, hiểu không? Dạ. Chứ đêm tân hôn mà giữ gì bà. Em tưởng đêm tân hôn mà giữ nữa là bệnh á. Đêm tân hôn mà giữ nữa là bệnh á. Em không có muốn. Em muốn là giữ cho tới đêm tân hôn. Thì ảnh đồng ý, ảnh giữ cho mình. Nhưng mà cuối cùng ảnh giữ cho mình. Nhưng mà ảnh ra ngoài, em phát hiện ảnh lên giường với cô khác. Thì em xử lý làm sao? Cái đó phải xem thử trường hợp là lúc mà ảnh không giữ cho cô khác đó, thì là trong thời gian mà có mối quan hệ với em hay không. Nếu mà không có thì nó là chuyện riêng của ảnh ở ngoài rồi, không có liên quan. Sống liên quan, ảnh đang yêu em, ảnh đang quen với em mà ảnh đi ra ngoài rồi ảnh... Không. Dạ, ý là em nói là nếu mà ngoài khi mà ảnh có quan hệ với cô khác á mà ảnh chưa có quen em á. Đang quen em, người ta mới hỏi em chứ. Có nghĩa là đang quen với em nhưng mà tình yêu với em là trong sáng, có hẹn ngày đám cưới đám đồ rồi, tình yêu trong sáng. Nhưng cùng lúc đó là ảnh đi lên giường với cô khác. Em xử lý thì sao? Anh phải cho em cái lý do như thế nào để xem có hướng xử lý như sao. Nếu mà do chuyện tình cảm của ảnh, ảnh không có muốn với em á, thì em nghĩ là hai người không có hợp nhau nữa. Có nghĩa là kiểu như ảnh ngoại tình á, thì em xử lý thì sao? Bỏ luôn. Bỏ luôn. Ảnh ăn bánh trả tiền thì em xử lý thì sao? Hiểu ăn bánh trả tiền không? Giờ nó có mấy trường hợp nè. Trường hợp thứ nhất là ngoại tình, đang quen với em. Em khó quá, em không cho người ta ấy thì người ta phải đi ấy người khác. Để cái đó là ngoại mà có dính líu tình cảm. Có nghĩa đó là ngoại tình là em bỏ cho đi luôn phải không? Dạ. Bỏ qua là chia tay phải không? Dạ. Thì bây giờ á, người ta vẫn quen em, tôn trọng em mà chờ tới ngày đám cưới với em mà em chờ lâu quá ở bên đây người ta đi ăn bánh trả tiền thì em cho không? Em đồng ý không? Anh phải hỏi em chứ. Trời đất ơi, đổi em đương nhiên em không chịu. Không lẽ hỏi sao? Em ơi, cho tối nay cho anh đi ăn bánh trả tiền. Không có thằng đàn ông nào hỏi hết trơn á. Nó lén nó đi không à.
thì sao? Để em giấu luôn đi. Giấu luôn, đừng để em biết. Nhưng mà anh này anh hơi vụng về cuối cùng, hoặc là em tin xảo quá em phát hiện ra, thì giờ em phát hiện ra rồi thì em sẽ làm sao? Xem xét thái độ như thế nào hả chị? À, thái độ khi bị bắt gặp, bắt tại trận đó phải không? Dạ, thái độ sao để mà xem xét thử có cho qua được không? Tính ra cô này còn trẻ mà suy nghĩ vậy là cũng thoáng đó chứ. Em thấy sao? Em thấy vậy là không được. Em thấy vậy là không được. Được hay không được? Không được là sao? Thế là nếu như vậy thì nên chia tay. Không nên bỏ qua. Không nên bỏ qua. Ngoại tình là chắc chắn chia tay rồi, nhưng mà cái vụ ăn bánh trả tiền cũng chia tay luôn hả? Dạ đúng rồi. Không cho qua luôn. Em muốn đi ăn bánh trả tiền không? Không. Không hả? Dạ. Sao bèo vậy? Đi thử đi cho biết. Tốn tiền. Tốn tiền. Tốn tiền hả? Là đó giờ không có đi hả? Chưa bao giờ đi hết hả? Dạ. Đối với em nghĩ là chỉ có là người yêu của mình, vợ của mình thôi, không có đi bậy bạ đúng không? Đúng rồi chị. Chắc không? Chắc luôn. Chắc không? Chắc. Mấy ông nội mà trả lời mà chắc chắc mà còn mơ hồ chưa hiểu đó là chuyện gì á, là tôi không có chắc đâu, chị nói cho vui thôi, em đừng hoang mang nha. Nhưng mà chị thấy em rất là hiểu chuyện, rộng lượng, anh này chưa có từng trải, anh này chưa có kinh nghiệm sống, để đó từ từ đời sẽ dạy ảnh. Ok, cảm ơn. Rồi tới phiên em. Người ta nói lấy vợ giàu như chuột sa hũ nếp, nếu bạn trai ở trường hợp này bạn trai sẽ phản ứng như thế nào? Chuột sa hũ nếp là sao? Chuột sa hũ nếp, trời ơi cũng không hiểu nè. Thường thường đàn ông á là ta lấy vợ đó, ông nội này đúng không có kinh nghiệm sống. Đàn ông người ta lấy vợ đó, đôi lúc là Việt Nam mình á, người Á Đông mình là đàn ông là trụ cột gia đình phải không? Dạ đúng rồi. Là phải lo cho vợ cho con, thậm chí nhiều khi là gia đình vợ mà khó khăn mình cũng phải hỗ trợ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Em có sẵn sàng làm điều đó không? Nếu mà em quen em lấy vợ mình nhưng mà vợ mình có khó khăn, nhiều khi gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn mà cần sự giúp đỡ của em thì em có giúp không? Có chứ. Đó là vợ em giúp không? Giúp. Rồi, còn chuột sa hũ nếp có nghĩa là em lấy chúng một người vợ quá giàu, em sướng quá, em không cần lo cho vợ cho con. Về mặt kinh tế nha, đang nói về mặt kinh tế. Là bạn... bạn vợ em giàu mà em lấy được cái người đó thì người ta gọi là chuột sa hũ nếp. Có nghĩa là con chuột thì nó ăn thích ăn nếp đúng không? Mà con chuột là em là con chuột á. Em sướng quá, em nhảy vô được cái hũ nếp, ăn hoài không có hết nếp. Có nghĩa là ý nói là không cần phải lo về kinh tế, lấy được vợ giàu thì em suy nghĩ như thế nào? Thí dụ giờ em lấy người vợ giàu ra đường, nó trụ thằng này sướng ha, khỏe ha, ấm ơi ấm ơi. Đó giờ hai bạn kia kìa, nó nói em mày số sướng nha, công nhận ghê, ghê thiệt. Lấy vợ giàu sướng ha, đúng là chuột sa hũ nếp ha. Em vui. Vui. Dạ, rất là sướng. Sướng. Dạ. Rất là thực tế ha. Dạ. Có cảm thấy mà bị xúc phạm gì hay tự chạm tự ái gì không? Em nghĩ là cái người mà giàu có thì cái người ta họ có đầu óc rồi. Họ có kiến thức rồi để họ lựa chọn cái người con rể. Thì việc họ chọn mình thì mình mới có năng lực thì họ mới chọn thôi. Thì em nghĩ cái năng lực của em có thì em được người giàu thì cũng bình thường. Thì đầu chương trình giờ chị mới thấy em nói câu này là dạ, có kinh nghiệm sống. Giờ em đỡ rung. Đỡ rung. Rất thực tế. Cái đó là cái số phận của mỗi đúng, người đúng không? Đó là cái duyên số của cái mình. Cái người giàu họ không lựa chọn cái người mà không có gì. Người đàn ông bình thường thì họ mới lựa chọn. Cho nên là có lấy được vợ giàu thì cái số hưởng thì cứ hưởng thôi đúng không? Đúng rồi. Bạn bè nó ganh tị với mình, nó dèm pha thôi, kệ nó đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác. Chính xác, mặt sướng luôn. Tôi ví dụ thôi nghe, chứ tôi không biết cô này có giàu không, này để ví dụ. Dạ. Rồi, bây giờ nè, tạo thêm một cơ hội cuối cùng cho hai bạn nữa. Mỗi người xè cái tay ra đây, nắm tay nhau. Đó, nhắm mắt lại 30 giây cảm nhận. Hết thời gian, thấy sao? Dạ, thấy ấm. Ấm. Ấm thôi. Nó ấm thôi. Bên này sao, có rung hơn được miếng nào nữa không? Tay lạnh. Tay lạnh lắm hả? Dạ. Người ấm người lạnh là hòa hợp rồi. Cho các bạn nắm tay nhau để có một thử một cái truyền, một cái điện, một cái năng lượng gì đó, coi mình có kết nối được với nhau hay không. Tại vì nói chuyện đây là vui, bạn bè góp ý cũng chỉ là ý riêng của họ, nhưng mà quan trọng vẫn là hai bạn. Cái quyết định của mình thì mình phải chịu trách nhiệm. Giờ này đặt tay vào nút bấm. Nếu đồng ý hẹn hò, cho nhau cơ hội bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Đó là quyền của các bạn. Chị Tường cũng như chương trình chỉ tạo cái điều kiện cho hai người gặp nhau vậy thôi. Đặt tay vào, đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời qua đây đứng cưng. Rồi, giờ nắm tay nhau coi nè. Gửi tặng cho em món quà nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay đi, ta tặng những quà vẫn nắm tay chứ. Hôn nhau một cái coi. Mình làm một cái kỷ niệm để sau này mình coi lại chương trình mình nhớ ngày hôm nay giống như có cái móc khóa vậy đó, ngày hôm nay là chúng ta gặp nhau trong chương trình. Mình đàn ông phải chủ động.
Hửi hay là hôn vậy? Dạ hôn hả chị? Hôn hôn hả? Dạ. Em cảm nhận sao? Có rung hơn miếng nào chưa? Điện. Cảm giác bây giờ như thế nào? Điện chạy. Điện chạy. Chúc mừng cô gái ấy đã có điện chạy sau 29 năm làm người. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc cho hai em, dù sao mình cũng đã chọn nhau thì mình dành thời gian tìm hiểu nhau một chút. Còn thật ra để hiểu được một con người và cảm thông và chia sẻ và yêu thương á, thì cần có quá trình và thời gian nữa. Nên hai bạn cố lên nha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Yeah, thành công rồi quý vị ơi. Tôi hồi hộp quá. Người ta kết đôi mà tôi tưởng tôi vừa có bồ không á mọi người ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha, đã luôn đồng hành cùng Cát Tường với những chương trình mai mối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào.